Tại Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2016 diễn ra mới đây, lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ nhắc tới một lực lượng hơn 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Theo ông, đây là lực lượng kinh tế quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào đầu năm 2020 của Việt Nam. Thực tế, nhà nước đã có chủ trương khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, để yêu cầu các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp thì không hề đơn giản. Gia đình anh Khánh có truyền thống làm gốm sứ nhiều thế hệ tại làng gốm Bát Tràng, Hà Nội. Đến nay, cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm của anh đã có quy mô tương đối lớn, với số lao động cao điểm lên tới 60 người. Nhưng khi đề cập đến việc chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh cá thể hiện nay thành doanh nghiệp, anh lại tỏ ra khá ngần ngại. Khi mà vào thành lập một công ty thì nào các cái việc ví dụ như nào là khám chữa bệnh này rồi phòng cháy chữa cháy rồi các cơ quan là sẽ gây nhiều những cái khó khăn cho các nhà sản xuất phải kiểm tra liên tục, rồi tất nhiên là việc của người ta, nhưng mà mình thì mình cảm thấy nó nhiều cái nó bất cập hơn. Làng gốm Bát Tràng hiện có khoảng gần 700 hộ sản xuất kinh doanh gốm sứ, nhưng mới chỉ có khoảng 50 hộ đăng ký thành lập doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Đại diện Hiệp hội Làng nghề cũng cho rằng, hầu hết các hộ quy mô sản xuất tương đối lớn đều không mặn mà với chuyển đổi thành doanh nghiệp. Người ta cũng rất ngại va chạm với thủ tục hành chính, và cái đăng ký nó nhiều khi là kê khai thuế này, rồi đăng ký, rồi xuất hóa đơn này, rồi báo cáo thuế hàng tháng này, là người ta rất ngại. Thế mà trong đó thì hàng hóa người ta vẫn bán được. Thế và cái người công nhân đang làm việc cho làng gốm Bát Tràng thì lại cũng có một cái việc mà người lao động người ta cũng không quan tâm đến những cái tổ chức mang tính chất công ty hay công đoàn của các tổ chức doanh nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia, thực tế này đang khá phổ biến trong cộng đồng 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể trên cả nước hiện nay. Theo luật doanh nghiệp năm 2014, với những hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, những rắc rối về môi trường kinh doanh, gánh nặng thanh kiểm tra, chi phí không chính thức khiến tình hình chuyển đổi thành doanh nghiệp rất chậm so với kỳ vọng. Chuyển đổi các hộ kinh doanh thành các cái doanh nghiệp, một mặt là đảm bảo lợi ích của chính bản thân các hộ kinh doanh. Nếu muốn trụ được trong bối cảnh hội nhập, muốn kết nối được trong cái quá trình toàn cầu hóa thì họ phải minh bạch, họ phải đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp và phải có quy mô đủ lớn ở cái hình thức doanh nghiệp. Và thứ hai là đối với lại chính phủ thì khi có một cái cộng đồng doanh nghiệp minh bạch thì cái công tác quản lý của nhà nước nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tại nghị quyết 35 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Kế hoạch Đầu tư được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp. Để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang thành lập doanh nghiệp, nhà nước cần có chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, khác với quy định hiện hành, theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, tần suất nộp ít hơn, rút gọn thủ tục nộp thuế và sửa đổi bổ sung các quy định về bảo hiểm cho người lao động. Không ổn định được đâu, như ví dụ cái nhà này thì có khi là được 3 triệu hoặc 4 triệu, nhưng mà có khi là lỗ đến 20 triệu, 15 triệu, 7, 8 triệu cũng nên, là tùy do trong...